trong những điều tốt đẹp về sân khấu rồi mình sẽ nói những cái phía sau đó. Phía sau. Ví dụ như là hiện nay những cái người mà đến bước ra từ sân khấu đó là có em, có Buka, có Khả Như đúng không? Khả Như thì gần như là ba bạn này là ba bạn khá nổi bật. Mình không tính chủ thì chị Thu Trang đi. Dạ chị Thu Trang là cao rồi. Là tiền bối. Thì ba người có bao giờ có mâu thuẫn với nhau không? Thật ra thì nói không có là xạo bởi vì cùng độ tuổi, cùng thời điểm mà bật lên như vậy mà cùng một sân khấu nữa chắc chắn sẽ có cái chiến tranh ngầm ở trong đó. Em không phải là một người mà em hay nói những cái lời tốt, những cái suy nghĩ đúng đắn nhưng mà em con người không có ai hoàn hảo hết. Bản thân cũng phải có những cái sự chiến tranh, sự hơn thua để mà mình có được cái sự tiến bộ trong nghề nghiệp của mình, chứ không phải là lúc nào cũng nhường thì mình lúc nào mình sẽ tụt. Và thì nói về cái độ tuổi nghề là chị Khả Như và chị Buka là lớn tuổi hơn em. Chị Khả Như là năm nay cũng 30 tuổi rồi. Và chị Khả Như vô sân khấu sau em, nhưng mà chị diễn ở sân khấu, những cái sân khấu khác là trước em luôn. Em vô sân khấu lúc đó là chị Buka đã vô sân khấu Thế Giới Trẻ rồi. Thì lúc đó chị Buka đã diễn nhiều rồi, em vô là em làm là diễn quần chúng này kia. Rồi có những lúc mà mấy chị em diễn chung với nhau. Rồi sau này chị Khả Như mới về sân khấu của em. Thì lúc đó em cũng không có suy nghĩ nhiều, em chỉ có một cái quan niệm là làm tốt cái việc mà mình làm thôi. Những cái vai diễn này kia em làm tốt rồi, mấy chị em đi làm với nhau thì cũng rất là vui vẻ bình thường. Nhưng mà đến một cái thời điểm mà như bây giờ là ba người cũng đã có một cái vị trí nhất định ở trong lòng khán giả và nhà sản xuất và đạo diễn rồi, thì đã đến lúc là tụi em là phải có những cái vị trí riêng của mình. Và những cái vai diễn là gây dấu ấn, không thể nào mà diễn cho khán giả mà nhầm lẫn là Buka kìa, ủa Khánh Như kìa, ủa Diệu Nhi kìa. Là bây giờ ở cái chuyện may mắn á, là tụi em ở sân khấu á, là được mọi người là chia vai với nhau, nhiều khi diễn chung một vở kịch luôn, nhưng mà ai diễn nào ra cái đó, giống như là vở Gia Đình Siêu Quậy là ai diễn cái nào ra cái đó, không bao giờ có cái sự là lấn nhau hay là ép nhau hay là chèn ép nhau hết. Bởi vì em chơi rất là thân với lại chị Thu Trang thì chị có dặn em á là phải làm nghề bằng cái đạo đức và cái tâm. Nếu mà em có cái suy nghĩ là em đè người khác xuống á để mà em bước lên á thì như vậy là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì trong nghề này á, khi một khi ánh sáng nó chiếu tới ai là cho dù có đè cách mấy người ta cũng sẽ sáng, người ta cũng sẽ nổi lên. Cho nên cái việc mà đè người ta xuống để mình lên là một cái chuyện rất là vô ích. Bởi vì làm cái này là phải có cái duyên mà tổ cho đứa đó nó sẽ nổi là đứa đó nó nổi, chứ không việc gì mà phải đè nó xuống hết trơn á. Chưa chắc gì mày đè nó xuống, nhiều khi nó còn nổi có hơn những cái vở mà nó bắt đầu từ lúc mà ba người chưa nổi tiếng và có những cái sự phân vai trước đó nó đã rõ ràng, giống như là Chuyện Tình Bangkok thì Khả Như là tuyến chính đúng không? Chuyện Tình Bangkok là ngày xưa là chị Ngọc Trinh diễn. Rồi sau này vì bận việc là chị Khả Như về thế cái vở đó. Chị Như là đóng chính. Và đến sau này luôn. Mà đến cái nỗi mà có những lúc chị Như bận á là anh Hùng vẫn không đưa em hoặc là Buka lên thế cái vai đó mà. Là sẽ vẫn kêu một cái diễn viên trẻ, nhiều khi diễn viên trẻ không có kinh nghiệm nhiều luôn cũng sẽ vào cái vai đó. Bởi vì ai cũng sẽ có một cái vị trí, một cái vai nhất định. Chưa chắc gì em lên cái vai đó nhiều hơn là em lại làm tốt bằng chị Khả Như, mà chưa chắc gì chị Khả Như xuống diễn cái vai của em lại làm tốt bằng em. Là nó là một cái quy trình, là một cái ai là vào đó hết rồi. Ý anh nói là tức là cái sự đánh giá, ví dụ như trước đó thì Khả Như người ta đánh giá cao Khả Như hơn, nhưng mà sau này khi mà em hoặc là Buka đã nổi cũng ngang ngửa rồi thì hai đứa em phải, em với Buka lại đóng cái tuyến giống như là phụ. Cái tuyến phụ và Khả Như đóng chính, thì cái tâm lý lúc đó của mình thế nào? Tâm lý của em bình thường. Tại vì cái thời điểm em đóng Chuyện Tình Bangkok á là lúc em chưa có nổi. Thì sau này lúc mà nổi lên thì tại sao mình lại bỏ cái vai đó? Nếu như mà em lại có suy nghĩ là ơi bây giờ nổi rồi, mấy cái vai đó là những cái vai rìa, những cái vai nhỏ, không có việc gì phải diễn nữa hết. Bây giờ mình nổi tiếng là mình phải đóng những cái vai chính, những cái vai đào đẹp này kia, thì chưa bao giờ em có cái suy nghĩ đó. Cả bây giờ những cái vai nhỏ nhỏ mà ngày xưa em diễn á, rồi bây giờ vẫn còn diễn á. Tại vì cái bên ngoài thì em có thể là em nổi hơn ngày xưa rất là nhiều, nhưng mà trong sân khấu lúc này em cũng là một cái diễn viên nhỏ, em cũng là diễn những cái vai diễn đó. Đối với lại anh chị cô chú lớn hơn thì em cũng là một đứa nhỏ xíu như vậy. Cho nên em cũng không biết làm sao, em cũng không có quan niệm là bỏ những cái vai diễn đó. Mà đặc biệt những cái vai diễn đó là em đã gây dấu ấn được cho khán giả rất là nhiều.
cho nên là cứ ở bên ngoài em sang trọng đẹp đẽ, nhưng mà khi về sân khấu hóa trang cái vai đó là em vẫn hóa trang như những năm trước mà em diễn, là không được đẹp, rồi phải nhe răng rồi này kia, rồi tóc tai, rồi quần áo lôi thôi lộn thộm lết hết, thì đó nó là cái nhân vật đó, chứ em không thể nào mà làm cho mình đẹp hơn ngày xưa hết, là nó không có đúng cái nhân vật. Đó là cái mâu thuẫn lúc nãy em nói là chiến tranh ngầm là có. Chiến tranh ngầm là ồ sao chị có thể nói được, chị có thể nói được cái câu đó hay quá vậy ta, bây giờ phải làm sao, làm về mình suy nghĩ ồ là sao chị có thể nói được cái câu đó, sao bạn đó có thể nói được cái câu đó mà tại sao mình không suy nghĩ được, là suy nghĩ sao là bàn với nhau là cả hai cùng bật lên ở một cái phân cảnh đó. Chứ nếu như mà mình nói ồ sao hay quá vậy, chỗ tự nhiên vậy, cái mình không cho người ta nói hay là cái gì đó, thì em chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Em cảm thấy một người diễn viên không thể nào nổi, không thể nào bật lên trong một cái cảnh mà diễn, ví dụ trong một cái cảnh diễn ở trong sân khấu đi, em không thể nào bật lên nếu như không có người cộng tác. Cái câu nói đó của em khán giả sẽ thích, nhưng mà nếu có một cái người nào đó diễn theo cái câu nói đó của em thì cái sự hợp tác đó khán giả là sẽ bung nóc hơn nữa. Cho nên khi mà sân khấu là phải có cái sự hợp tác, ví dụ em không thể nào mà thấy ồ người ta diễn hay hơn em, không chịu diễn, em không chịu diễn cái khúc đó cho người ta diễn, mình lúc này em lời là như vậy là sẽ ảnh hưởng tới cái vở kịch chung luôn. Cho nên tất cả những gì mình làm là phải có cái sự phối hợp, là giống như là em không thể nào mà đứng diễn một mình được, không thể nào vì cái tôi của em quá lớn mà em không thích diễn với người đó hay không thích thì kia làm diễn mình là không bao giờ được. Người diễn viên khi mà diễn phải cần có sự phối hợp với những người xung quanh nữa. Thì ý em nói chiến tranh ngầm ở đây là chiến tranh để làm sao mà có những cái sự cố gắng để đi lên trong nghề, chứ không phải là chà đạp ai xuống hay là né bất kỳ ai. Nhưng mà sau đó thì là khi ba người đã nổi tiếng rồi thì thì đạo diễn khi mà làm những vở kịch mới có phải cực khổ không, hay cực khổ vì cho mình phân vai hay không? Dạ không, bởi vì ba gương mặt khác nhau, ba độ tuổi khác nhau và ba cái nét diễn khác có nhau. Có bao giờ chung với nhau một vở nào chưa? Chung với nhau một vở Gia đình siêu quẩy anh, nhưng mà là ba nét diễn, ba cái nhân vật khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà vị trí chính là ai? Anh chưa coi vở đó. Ai đây đóng chính? Chính thì cái vở đó nếu mà là chị Khả Như với lại Buka thì đóng nhiều hơn em. Em thì đóng ít cảnh hơn, em chỉ đóng là 2-3 cảnh sau thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây khi mà ở sân khấu á, không có phân biệt là vai chính hay vai phụ, mà phân biệt là cái nhân vật đó khi mà xuất hiện ra là có hay hay không, có được khán giả biết đến hay không. Nhiều khi mấy anh chị lớn nổi tiếng luôn nhưng mà vẫn một vở kịch chỉ đóng 1-2 cảnh thôi. Dạ, đó là cái sự sắp xếp phân vai làm sao cho nó phù hợp ở sân khấu em. Thì là như vậy, và em cảm thấy là khi mà đạo diễn hay nhà sản xuất nhìn vào ba chị em thì chắc chắn họ sẽ có những cái lựa chọn riêng của mình. Nhưng mà ở câu chuyện của fan đó là chuyện khác, đúng không? Fan thì đâu có thể nào lúc nào cũng nhân văn, cũng sâu sắc như em. Dạ đúng rồi. Có những câu chuyện anh nghe giống như là Khả Như và em thì sẽ không bao giờ chấp nhận xuất hiện chung một chương trình. Hoặc là fan của em la ó khi mà Buka diễn. Thì đấy, nhân cơ hội để em có xác nhận chuyện đó hay không? Về cái chuyện đó là đầu tiên nói về em với chị Khả Như. Thì em với chị Khả Như thì không có xích mích gì để mà về cái tính của em nha. Ví dụ em hạn chế khi, xuất hiện khi anh cái thông tin này anh cũng coi lại, anh sọt lại là đúng ô. Khả Như với Diệu Như gần như là không có xuất hiện trong chương trình nào cả. Anh biết sao? Tại vì khi người ta kêu tới em, cái nhiều khi em bận cái người ta kêu chị Khả Như và mấy chị khác, còn nhiều khi chị kêu tới chị Khả Như hay kêu tới ai người ta bận thì cái bắt đầu có kêu tới em là cứ như vậy á. Nhiều khi vì người ta cần một cái tính cách người nào đó đó, người ta không cần hai người, người ta chỉ cần duy nhất một người thôi, là như vậy. Chứ ví dụ như bộ phim Ngày Mai Mai Cưới của em mới ra mắt này, không lẽ có hai nữ chính làm sao mà như vậy được, họ sẽ cần một người có một cái màu đó thôi. Thì đó là lý do của họ. Còn về vấn đề nếu như mà em né thì chắc chắn em sẽ không diễn sân khấu. Tại vì diễn sân khấu đụng mặt rất là nhiều, chứ không phải là ngày 1, ngày 2 mà là hàng tháng, hàng đêm luôn. Có những vở diễn em với chị Mèo diễn chung em thấy rất là bình thường. Chị nói sân khấu đó là một cái câu chuyện khác, là một câu chuyện thiêng liêng, là một câu chuyện khác. Còn khi mà mình ra kiếm tiền, mình tham gia các show thương mại nè, thì nó lại là câu chuyện khác, đúng không? Thì đó. Bởi vậy còn những cái trường hợp thì khi mà họ mời cùng lúc cả hai chị em thì em rất là welcome. Em chưa bao giờ có cái suy nghĩ là có người đó mà không có mình, có mình là không được có người đó. Bản thân em á, quan niệm mình không đem lại chén cơm cho cái người cùng nghề của mình thì thôi, chứ không bao giờ em đạp đổ cái chén cơm đó. Và em đánh giá là mối quan hệ cá nhân của em với Khả Như trước đó và sau này nó tốt hơn hay là nó ít tốt hơn?
đó bình thường, bởi vì em với chị Như ngay từ lúc bước vào cũng không phải là hay đi ăn uống ngủ chung rồi tắm chung này kia, không phải là cái mối quan hệ mà thân thiết như chị em với những người bạn thân này kia cũng vô chơi này kia. Mối quan hệ của em với cả tất cả những người trong sân khấu cũng vậy, kể cả chị Thu Trang rồi anh Văn Tuấn rồi anh Tiến Luật rồi đủ thứ hết. Còn đến bây giờ thì cũng như ngày xưa thôi, cũng là mấy chị em giúp đỡ nhau trong sân khấu, ra ngoài đời cũng là giúp đỡ nhau, có cái gì cũng hay giới thiệu show cho mấy chị, rồi mấy chị có cái gì cũng hay giới thiệu show cho em. Và cả bản thân em bây giờ em cũng giới thiệu show cho những cái đứa mà nhỏ hơn mình, giống như bé Phương Lan rồi bé Thảo Đen rồi trong sân khấu em như vậy. Là mọi người còn về những, tất nhiên là khi mà ra đường sẽ có sự cạnh tranh, ở trong sân khấu là một gia đình đình, nhưng mà khi ở ngoài đường là một sự cạnh tranh. Cho nên là mối quan hệ của tụi em rất là bình thường, không có gì mà phải xích mích hết. Về fan á thì em lần đầu tiên em nghe được cái thông tin anh nói là fan em la ó cái chuyện đó, bởi vì đến thời điểm này khi mà nhóm fan của em đã theo được em cũng gần 3 năm rồi, thì em rất tự hào fan em là một nhóm fan rất rất là văn minh, và bất cứ chuyện gì á bất cứ chuyện gì là không bao giờ gây lộn, chỉ có làm anh hùng bàn phím thôi. Em phải nói thật là anh hùng bàn phím thôi, chứ còn ra ngoài đường một cái hình rất là nhát. Tụi nó khép nép như vậy nè. Còn khi mà ở trên mạng có bất cứ một cái anti fan nào mà vô comment cái hình của em, con điên, con quỷ điên, khùng, định hoạn, là fan em nhào vô: chị ơi tại sao chị lại nói như vậy, em rất là buồn. Chị là chửi lộn với nhau, không phải là chửi lộn nữa mà nói với nhau. Tại vì em đã quan niệm á là fan như thế nào người ta sẽ đánh giá cái người nghệ sĩ là như vậy. Và em nói là nếu như mọi người thương em, muốn là cái hình ảnh em như thế nào đó, không chỉ là lúc nào cũng cổ vũ em, mà phải là có những cái văn hóa ứng xử tốt cả trên mạng lẫn ở ngoài nữa. Có những bé mới đầu nó cứ binh em mù quáng này kia, mới không, họ nói chuyện như vậy là đúng. Cho nên em không có việc gì mà em phải nói là những cái lời lẽ này hết. Mình có thể nói, nhưng mình nói những cái lời lẽ rất là lịch sự, bởi vì trên mạng có rất là nhiều người họ đọc như vậy. Thì fan em nó như dạ dạ em biết rồi, nói về mặt trên mạng thôi nha. Còn khi mà bước ra đường á, ai chửi gì nói gì tụi nó cũng im lặng nhịn hết. Cho nên cái mà em vừa nghe anh nói về cái vụ mà la ó này kia là hoàn toàn 100% là không có thật. Và em xác định luôn, và em rất tự tin đến thời điểm này, cái đội mà fan cứng của em và tất cả những cái bạn fan khác á, rất là hiền. Tụi nó rất là hiền. Tụi nó chỉ là: chị ơi ngày hôm nay á hả, sao em thấy chị vậy. Nói chung là tụi nó hiền dữ lắm. Và nói thì chắc chắn là mọi người sẽ nghi ngờ, nhưng nếu mọi người có dịp gặp em đi chung với fan em, mọi người chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn. Bởi vì ở trong, em biết là ở trong đây mà lời ra tiếng vào rất là nhiều, và em đã tập không có quan tâm đến cái chuyện đó từ lâu lắm rồi. Và em thấy không việc gì mình phải đi giải thích cho fan của mình hết, và không việc gì mấy đứa đó tụi phải đi giải thích là không có, tụi em không có vậy, không việc gì hết. Và tự mọi người sẽ nhìn vào, và những người mà hiểu em, hiểu cái tính cách của em như thế nào, chắc chắn sẽ hiểu được cái tình hình của fan của em